Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay sẽ là một cái video mà lại tiếp tục make up tiếp. Đấy, tôi sẽ nhờ một chuyên gia trang điểm make up để biến hình tôi thành một cái thằng hot boy đẹp trai nhất cái Việt Nam này luôn. Thôi nhất cái gia đình này thôi. Chứ bây giờ mà đòi nhất Việt Nam này hơi quá, nhưng mà nói chung là sẽ đẹp trai hơn bình thường đấy. Bây giờ nhìn cái mặt tôi này. Đấy, mặt tôi hoàn toàn bình thường, đen xì như là châu đất. Rồi nói chung là không có cái gì đẹp trai cả, thực ra không đẹp trai. Đấy, bây giờ tôi sẽ nhờ một chuyên gia trang điểm make up tôi làm sao để đẹp trai hết mức cho tôi. Đấy. Phải đẹp trai kinh khủng luôn, khác với cái diện mạo mà tôi đang sở hữu bây giờ. Đấy, một cái diện mạo hoàn toàn bình thường, nhưng mà sau khi make up vào nó sẽ như thế nào, và ngay bây giờ chuyên gia trang điểm sẽ make up cho tôi. Ok, và bây giờ là make up thôi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ make up để biến thành một hot boy. Ok, đẹp trai mình có nhiều đấy không, kiểu như thế. Rồi bây giờ là sẽ make up. Hôm nọ là make up thành con gái, hôm nay tôi sẽ quyết định make up thành con trai. Đang là con trai mà make up làm sao để mà nó đẹp hơn hiện tại, thì là sẽ ngồi đây chờ đợi để cho chuyên gia make up xem là tí nữa tôi có thể đẹp trai hơn bình thường hay không. Bây giờ cũng ngồi đi được đấy. Ok, sau hơn 1 tiếng thì là tôi đã make up xong rồi đấy. Mặt nó hơi lắm mụn. Các bạn nhìn tôi đẹp trai không? Nhìn đẹp trai. Nhưng mà đẹp trai các bạn like nhé. Còn ông nào mà thấy xấu trai anh em dislike like đấy. Còn đẹp trai thì là like. Tôi chưa soi gương. Tí nữa tôi soi gương xem là tí nữa soi gương xem có đẹp trai hơn bình thường hay không. Đấy, bây giờ bỏ kẹp tóc ra. Ngồi từ nãy giờ buồn ngủ quá. Tôi ngồi nãy là hơn tiếng. Ngồi ngủ luôn. Căn bản make up này nó rất là dễ chịu. Kiểu phe phẩy phẩy mặt kiểu quạt lên đâm ra rất là dễ ngủ. Đó. Rồi, bây giờ đi soi gương. Nhiều kẹp quá. Ok, bây giờ soi gương. À, nhìn như trai Hàn này. Đấy, tôi chỉ dám nhận tôi là đẹp trai nhất nhà thôi. Chứ tôi không dám nhận đẹp trai nhất Việt Nam, không nhiều thằng nó chửi chết. Đấy, nhận đẹp trai nhất nhà thôi. Đấy nha. Hôm nay là nhà tôi là không nào đọ đẹp trai được với tôi. Nhưng mà tôi công nhận là sau khi đeo cái len vào nhìn tôi khác hoàn toàn. Nhìn mắt đẹp vãi trưởng luôn này, các bạn nhìn mắt tôi này. Đó. Mắt như kiểu mắt Tây ấy, không phải mắt ta rồi. Rồi môi hồng này. Úi trời. Mỗi tội là có cái mụn đây nhìn hơi ngáo ngơ. Đấy. Trắng chưa? Chứ bình thường da tôi đen lắm. Sau khi make up xong mặt tôi như thế này. End to end ấy. Thật ra để mà nói ngày nào mà tôi make up tôi làm video ấy thì để mà nói chuẩn luôn đẹp trai lắm, nhưng mà bây giờ thôi make up mỗi lần như này mà mất hơn tiếng, cái ngày nào cũng ngồi make hơn tiếng mà mất nửa ngày, nên là tiện thể làm clip make up để cho các bạn xem là từ một cái thằng NTN bình thường da đen vãi cả trưởng ra luôn
Thì sau một tiếng make up thì nó thành như này. Đấy. Bây giờ tôi đội mũ vào xem có khác gì không. Nhìn mắt giống Tây thật. Đeo len vào. Tôi chỉ còn giữ lại cái khuôn mặt đẹp trai này của tôi một vài phút nữa thôi. Sau đó thì tôi sẽ tẩy trang để trở về với lại hình dạng của NTN ban đầu. Ước gì lúc nào tôi cũng có thể đẹp trai như này mà không phải là make up. Ước gì lúc nào tôi cũng như thế này để nhiều em yêu tôi. Okay. Hiện tại đang ế này. Chỉ vì xấu trai quá mà ế nên là không chó nào nó yêu khổ thế này. Nó mà được đẹp trai như này không mà đầy con nó yêu, đầy con nó vồ cho vỡ mồm rụng răng ngay. Thôi đùa đấy. Ok, thật ra thì tôi đẹp trai từ bé, chẳng qua tôi béo tí thôi, đâm ra tôi không đẹp trai được, chứ mà tôi mà gầy hơi bị đẹp trai luôn, hiểu không? Đấy, mình cứ phải tự tin với vẻ đẹp của mình, không việc gì phải tự ti cả. Mặc dù là biết là xấu vai hàng nhưng mà vẫn phải tự tin là đẹp trai nhất nhà. Đấy, chỉ cần nhất nhà thôi, nhất huyện Tiền Hải luôn, nhất cái tỉnh Thái Bình này luôn. Đấy, tỉnh Thái Bình này không có thằng nào đẹp trai bằng tôi, hiểu không? Đấy, tôi chỉ đẹp trai một vài tiếng thôi là tôi xóa. Đấy, tôi tẩy trang, ok. Mồm tôi này, đó. Mắt này, đẹp không? Đó. Trời. Nhưng mà cho cái tay lên phát là nhìn cái mặt với cái tay nó khác hoàn toàn. Mặt thì trắng, tay đen xì, đậu xanh. Bách vai, bách qua, bách qua. Ok, có lẽ là bây giờ tôi sẽ kết thúc cái video mà make up ở đây bằng cách là sẽ tẩy trang đi cái khuôn mặt đẹp trai của mình. Trời ơi. Mà thôi, đằng nào thế tẩy trang mới mua với cái nọ tẩy trang. Rồi, tẩy trang luôn. Bây giờ anh em nhìn kỹ mặt tôi này, đang rất là đẹp trai đó. Bây giờ tẩy trang nhé. Tự nhiên tôi thích cái bộ môn make up này, thấy hay hay. Cảm giác mà được make up lên trên mặt thấy sướng quá trưởng. Đổ này ở đây đúng không? À. Rồi. Xong rồi làm lấy cái này. Lau luôn lên mặt phải không ta? Chính xác. Đi hết này. Ôi, nó rất hết nước này. Rồi đấy. Tẩy đi rồi nhìn mặt tôi bây giờ chắc là loang lổ, nhìn nó không được đẹp nữa. Mà thôi là nào cũng thế, chứ giữ cái bộ mặt này làm sao được. Hãy sống với lại chính bản thân của mình và cái bộ mặt thật của mình. Ok. Ok, tôi đã lau xong mặt. Cũng chưa phải là sạch lắm, nhưng mà bây giờ sờ thì nói chung là vẫn còn nhớp nhớp, bởi vì là hình như là vẫn còn phấn. Mà không sao, tí nữa xuống tắm rửa sẽ hết. Mắt tôi vẫn còn len này các bạn. Nó vẫn còn len này, bây giờ tôi sẽ lấy cái len ra. Tôi chưa lấy len bao giờ cả. Đó. Tôi vừa lấy được cái kính áp tròng ra khỏi mắt. Hai mắt của tôi này khác hoàn toàn nhau. Đó, kính áp tròng cái này chắc vứt đi. Đeo cái áp tròng này vào thì nhìn một mắt bé một mắt to này. Mắt này có kính áp tròng nó sẽ to ra, mắt này sẽ bé lại. Đó. Nhìn tôi hoàn toàn bình thường rồi các bạn. Chả còn gì nữa. Bây giờ thì tôi lại trở về với lại bộ dạng của NTN Nguyên Thủy. Không còn đẹp trai như ngày nào bây giờ. Nhìn ngóng được góc cần quá. Mà thôi không sao. Hy vọng là tất cả các bạn đang xem video tôi hãy ủng hộ video tôi bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye anh em.